mọi người nhá, lần đầu tiên trong sự nghiệp bán chó có một chú ấy đặt quả câu hỏi không thể nào giải quyết được cho chú ấy. Bởi vì này là có người ta bảo chú ấy đặt quả câu hỏi này, bảo Hồng tìm cho chú một con chó mà sau này khi trưởng thành nó tầm dưới 10 cân thôi. Ui ôi, bây giờ chú bảo là chú muốn tìm một con rẻ này thì bọn cháu có thể cân đối một số con, có thể là nó gầy này, hay là nó bị sứt chân sứt tay, hoặc là nó bị một tật lỗi nào đó bọn cháu bán rẻ, hoặc là chú bảo là sau này chú muốn một con nó trên 40 cân trưởng thành. Nhiều khi bọn cháu còn cân đối cả, bọn cháu lọc con nọ lọc con kia ra bọn cháu bán cho chú được. Nhưng mà lần đầu tiên cháu bán chó, cháu có một người hỏi như chú bảo là phải tìm cho chú một con nào khi trưởng thành nó chỉ dưới 10 cân thôi, thì cháu nói chú là cái việc này không thể nào làm được. Bởi vì là nguyên tắc con chó này này, đối với cái dòng xét nó tầm ít nhất nó phải tầm khoảng 32 đến 35 cân rồi. Cháu chưa nói đến những cái dòng bỉ nhà cháu, nó tầm 35, 38, 40 cân rồi. Bây giờ bảo 10 cân thì thực ra con chó 2 tháng ấy nó đã nặng tầm 6-8 cân rồi, mà bây giờ bảo trưởng thành nó lại được 10 cân thôi, thì cháu nói thật với chú là tốt nhất là mình chơi những con như kiểu là phốc phiếc hoặc là poodle thôi, ví dụ thế. Chứ bây giờ làm sao có con chó béc bê bỉ nào khoảng trưởng thành mà nó lại được 10 cân, bởi vì là cái chó này nó là chó nghiệp vụ. Bây giờ chú bảo 10 cân thì làm sao nó bảo vệ được tổng thống, mà 10 cân thì làm sao mà nó bắt được chú khủng bố Osama Bin Laden. Chắc là kiểu như là chú thích cái độ thông minh của nó đúng không anh? Biết rồi, chú thích cái độ thông minh và nhanh nhẹn của nó. Thế nhưng mà bây giờ 10 cân thì nó bảo vệ chủ kiểu gì? Trộm nó vào nó đá một phát dính tường rồi. Bây giờ chú bảo bây giờ tìm cho chú con chó 10 cân thì khó. Xong chú lại bảo là vì nhà chú có lắm trẻ con nên chú sợ nó cắn, mà chú yên tâm nó không phải nó cắn người nhà. Đấy, chú lần đầu tiên hôm nay là cái chia sẻ vui mà rất là thật luôn của chú. Chú hỏi luôn quả tự dưng chú hỏi có con nào trưởng thành dưới 10 cân không? Không có con nào luôn, và hàng rẻ hàng đắt hoặc là cái hàng này sau này nó phải to thứ mình còn cân đối hoặc mình lọc ra mình cho chú được. Chú hỏi quả 10 cân thì cháu nó thật ca này cực khó luôn, cực khó đẻ luôn. Đấy, bởi vì bây giờ ở thời điểm này, ngày xưa ấy nó còn có chó sai tiểu của nó sẽ rơi tầm khoảng 22 đến 25 cân. Nhưng mà em nói mọi người biết là cái dòng sai tiểu nhá, để mà nói phải nhanh ấy thì cực kỳ nhanh luôn. Mọi người chưa biết được, mới chơi chó những cái năm gần đây ấy, tầm khoảng 5 năm đổi lại đây là chuộng sang cái dòng chó sai to thôi nhá. Còn để mà nói, em nói mọi người biết nhá, sai tiểu ngày xưa ấy chỉ những cái người chơi hàng chục năm rồi mới biết là sai tiểu của nó kinh khủng như thế nào. Tức là nó đánh cắn ấy, hoặc như con Danny Iboba ngày xưa nhá, nó chỉ nặng 23 cân thôi, mà có lúc nó gầy ấy, nó chỉ 21 cân. Mọi người biết là nó cắn thì kinh khủng như thế nào, hoặc là nó vừa cắn nó vừa bay ấy. Tức là khi mà cắn huấn luyện nhá, nó bay nó bổ thẳng vào mặt, nó bổ qua đầu luôn, là mọi người biết những cái con nó sai tiểu ấy nó mạnh như thế nào. Nhưng mà Việt Nam mình thì chơi ấy, cả thế giới luôn, ở những cái năm gần đây ấy, người ta muốn chơi một con chó bảo vệ ấy, nó phải có cả sức mạnh nữa, nó có cả sức đẩy nữa, tức là nó có thể quật ngã đối thủ luôn ấy. Nên người ta bớt người dần dần ở Việt Nam mình bây giờ ấy, kiếm được con chó sai tiểu 25 cân ấy là vô cùng khó, trừ khi mọi người chơi những cái con không nguồn gốc, tức là chơi những cái con nó pha tạp những cái đời lung tung rồi ấy, thì nó mới bé thôi nhá. Còn ở thời điểm này mà bảo kiếm được những cái con bố nhập mà sai tiểu ấy, ở Việt Nam mình bây giờ gần như là không có luôn, rất là ít luôn. Đấy, kiếm được những con chó 25, 23 đến 25 cân bây giờ còn khó luôn. Và chú bảo cháu tìm những con 10 cân thì bây giờ khó, gọi là thế giới người ta không làm được, chứ không phải là cái trại chó Long Biên này nữa. Thế giới bây giờ cũng không có con Malinois nào gọi là trưởng thành được 10 cân luôn. Còn trại cháu thì hoàn toàn là không có rồi. Chú cứ yên tâm một điều thế. Cho con chó phốc phối với cả con béc bỉ. Phốc phối béc bỉ cũng to hơn, cũng không thể nào trưởng thành 10 cân được, khẳng định mọi người này. Nên là chú yên tâm là chú có chơi to hơn đi, chứ còn bây giờ bé quá chú giao cháu cái việc là hơi khó. Đấy, thôi đi để test thần kinh mấy con cho mọi người xem. Đấy, mọi người yên tâm nhá, bây giờ là mua, mọi người hiểu này, ở thời điểm này em không nói những cái con nguồn gốc linh tinh, em không nói, còn để chơi hàng bố nhập phải hệ tốt đấy, kiếm được con chó sai tiểu chơi rất là khó. Nên là rất là nhiều anh cứ hay hỏi là sau này em có bán sai đại không, hay là chó nhà em bây giờ bán trưởng thành được bao nhiêu cân ấy, có trên được 30 cân không, với cả là liệu có dưới 25 cân không ấy. Em nói thẳng mọi người luôn là kiếm được con chó sai bé bây giờ mới là khó,
Còn con chó size to bây giờ, size bé nhá, có một số con dòng xếp, ví dụ con Fire ấy, hoặc con gì nhỉ, Attack các thứ ấy, nó tầm khoảng 25-27 cân. Nhưng mà em nói mọi người biết nhá, vua tốc độ luôn. Mọi người nhìn cái bước chạy của nó ấy, thì những con 40 cân chạy không có tuổi. Đấy. Nhưng mà Việt Nam mình thì đa số là vẫn cứ thích to. Bản thân bọn em thế là được nhập về cũng cứ phải hàng to thì mình mới mang về làm được giống được. Bởi vì là mình cũng phải ở Việt Nam, mình phải theo thị hiếu của Việt Nam, chứ mình không thể đem cái giải của con chó ra để mà mình bảo mọi người là con chó này là cái giải nó như này, là mọi người phải chơi cái giải loại kia. Mà ở Việt Nam mình thì nó đa số vẫn cứ phải là to, thế nên là mọi người thích thì em chiều thế thôi. Thế là kiểu em vẫn phải nhập là... con to về cho mọi người chơi là thế. Kiểu như là đã nói đến béc dê là người ta nghĩ là to, phải là to đúng không, mà nhất là người Việt Nam phải là vừa to và vừa khôn mọi người đúng không đấy. Cái gì cũng muốn và to và khôn, chứ còn bé mà có giải nhá vứt không chơi đấy, đặc biệt ở người Việt Nam là như thế. Anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Xin chào mọi người.